gồm bao nhiêu chiếc chìa khóa? 12. 12. Sai. Người ta hỏi móc khóa. Móc khóa có bao nhiêu cái chìa khóa? Đâu có gắn cái chìa khóa vô cái móc khóa đâu mà có cái chìa khóa. À là đâu có cái chìa khóa đâu. Anh hỏi mẹo rồi. Sao em biết? Nhà công có 4 chị em, 3 người đầu tiên tên là Xuân Hạ Thu. Người con út tên gì? Tên gì má, tao đặt ai biết. Má tao muốn đặt tên gì đặt? Tên Tiên. 3 người đầu tiên tên Xuân Hạ Thu thì người còn lại là Công. À, Công. Gà chọi gáy được không? Gà chọi hả? Không. Không thì xuống đây chơi này bé ơi. Rồi đi xuống đây. Cái được. Nó lo nó đá quá làm sao có thời gian nó gáy. Trời ơi. Trời ơi. Tinh tế quá. Trời ơi. Tinh tế. Đúng rồi mà. Rồi. Em rồi. Rất đúng. Anh thiệt em chưa bao giờ sai. Có chương trình là sai với em thôi. Tiếp rồi. Tiếp đi. Rồi câu hỏi tiếp theo. Nhạc sĩ Thanh Sơn viết bài Mùa Hoa Anh Đào có âm điệu giống nhạc Nhật vì sao? Gì nói vậy hả anh Đạo? Mà anh Đạo chỉ có ở Nhật. Yeah. Sai bé. Sao vậy? Sai rồi. Tại vì nó liên quan đến bài Sakura. Sakura is. Vợ ảnh lúc trẻ là rất giống người Nhật. Em không biết gia đình của chú. Em không chịu. Câu này em sao biết được. Em trả lời theo ý của em vẫn đúng. Đúng không ạ? Đúng không mấy bạn? Em chưa sai gì hết. Chỉ có chương trình sai với em thôi. Nếu bạn thấy một con cá nhắm mắt, điều đó có nghĩa là nó đã bị gì rồi? Nó bị giết rồi, nó chết rồi, quả thiêu. Nó chết rồi, quả thiêu. Không, chính xác. Đúng, cá cô vừa nhắm mắt. Chết sống gì đều phải mở mắt hết. Ủa, phải không? Có anh Giang. Tay anh vuốt xuống là nên nhắm. Tại vì cá không nhắm mắt. Mắt cá anh có giờ mở không? Trời ơi. Lại. Nhưng mà nếu như câu trả lời này mà được nói ra từ miệng của em là em chính xác. Đúng rồi. Bạn Mỹ Tóc Nâu là biệt danh ca sĩ nào? Mỹ Tâm. Mỹ Tâm hát bài gì nè? Mỹ Tâm hát bài Quả Mỹ Tóc Nâu. Hát coi. Ước gì tại em không thuộc bài. Em thuộc là bài đó. Rồi. Vậy tóc nâu thì môi gì? Môi trầm. Tóc nâu là chị của tóc nâu, còn môi gì không được. Sai. Không chính xác. Khoan nãy nha, em xin lỗi nha. Anh nếu mà anh nói là môi gì cũng được thì em môi trầm cũng được vậy. Đúng không? Ha. Lên. Cái gì? Sao ý kiến gì? Ở đây cũng trả lời vậy. Đúng rồi, trả lời em ý kiến. Trời ơi, quan trọng của cuộc sống á, mình là phải có chứng kiến của mình. Đúng rồi, nghe không?